Xin phép các thầy giáo cô giáo để buổi lễ được bắt đầu. Kính thưa các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, thưa toàn thể các thầy giáo cô giáo cùng các cháu thân mến, trước khi bước vào buổi lễ, cho phép tôi gửi lời tới các thầy giáo cô giáo lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các cháu chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Kính thưa các thầy cô trong ban giám hiệu trường, thưa toàn thể các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các cháu thân mến, như thường lệ, việc gặp mặt động viên khen thưởng con cán bộ giáo viên công nhân viên hàng năm diễn ra vào dịp Tết Trung thu được sự đồng ý của chi bộ đảng của ban giám hiệu nhà trường. Hôm nay công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tiến cùng với nhà trường long trọng tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương con cán bộ giáo viên đạt thành tích trong năm học 2022-2023. Đây là một trong các hoạt động thường niên của nhà trường nhằm khơi dậy lòng hiếu học, tinh thần phấn đấu rèn luyện về mọi mặt của các cháu học sinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, ghi nhận công lao nuôi dưỡng, giáo dục của các bậc phụ huynh, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo nhà trường đối với thế hệ tương lai của đất nước nói chung và con em cán bộ, đoàn viên, công đoàn viên của nhà trường, của trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tiến nói riêng. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường. Thầy Trần Tuấn Hùng, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Hai cô giáo Bùi Thị Sợi, Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ba thầy giáo Bùi Tất Thắng, Phó hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng toàn thể các thầy cô giáo và các cháu học sinh đã có mặt đầy đủ trong buổi lễ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, thưa toàn thể các thầy giáo cô giáo cùng các cháu thân mến, thành tích của các con là phần thưởng lớn nhất dành cho thầy cô và cha mẹ trong năm học 2022-2023. Đã có rất nhiều các con giành được giải thưởng từ cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, và đặc biệt là hai cháu đã kết thúc quá trình 12 năm học tập và rèn luyện để bước vào môi trường học tập mới rộng hơn, xa hơn và đặc biệt là trưởng thành hơn, đó là giảng đường đại học. Có thể nói những thành công nổi bật này không chỉ xuất phát từ sự nỗ lực không ngừng của các con mà còn từ sự dạy dỗ tâm huyết, nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo và đặc biệt là sự quan tâm chăm sóc của các bậc phụ huynh. Sau đây, tôi xin thông qua danh sách các cháu đạt thành tích trong năm học qua. Một, cháu Bùi Thanh Phương, đạt học sinh giỏi huyện. Hai, cháu Phạm Anh Tú, đạt học sinh giỏi tỉnh. Ba, cháu Nguyễn Tiến Phú, đạt học sinh giỏi tỉnh. Bốn, cháu Nguyễn Mạnh Dũng, đạt học sinh tiên tiến. Năm, cháu Trần Phương Nhung, đạt học sinh giỏi tỉnh. Sáu, cháu Nguyễn Đình Anh Vinh, đạt học sinh giỏi tỉnh. Bảy, cháu Nguyễn Hải Bình, đạt học sinh giỏi tỉnh. Tám, cháu Nguyễn Thị Hiên, đạt học sinh giỏi trường. Chín, cháu Bùi Khôi Nguyên, đạt học sinh tiên tiến. Mười, cháu Bùi Anh Khôi, đạt học sinh giỏi trường. 11, cháu Phạm Trường Khánh, đạt học sinh giỏi trường. 12, cháu Trần Văn Huynh, đạt học sinh tiên tiến. 13, cháu Đỗ Trung Đức, đạt học sinh xuất sắc. 14, cháu Đỗ Đức An, đạt học sinh xuất sắc. 15, cháu Trần Thanh Trúc, đạt học sinh giỏi huyện. 16, cháu Trần Minh Huy, đạt học sinh giỏi tỉnh. 17, cháu Trần Minh Ngọc, đạt học sinh giỏi trường. 18, cháu Lê Trọng Đạt, đạt học sinh giỏi huyện. 19, cháu Lê Tiến Thành, đạt học sinh giỏi trường. 20, cháu Nguyễn Anh Thư, đạt học sinh giỏi huyện. 21, cháu Nguyễn Ngọc Diệp, đạt học sinh giỏi trường. 22, cháu Nguyễn Hải Phong, đạt học sinh giỏi quốc gia. 23, cháu Nguyễn Lương Phương Trinh, đạt học sinh giỏi trường. Và 24, cháu Phạm Trung Hiếu, đạt học sinh giỏi trường. Và tổng kinh phí được trích từ ngân sách của công đoàn. Phần 4 là phần trao thưởng. Các cháu không có mặt ở đây thì mời bố hoặc mẹ đến nhận thay. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời thầy giáo Trần Tuấn Hùng, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao quà cho các cháu.
ban giám hiệu trường, rất là các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các cháu trong đến có được kết quả như trên là do sự nỗ lực chủ động, say mê học tập của chính bản thân các cháu, sự chăm sóc nuôi dưỡng của gia đình, sự tận tâm và trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, các thầy giáo, cô giáo. Các cháu xứng đáng là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa học tập tốt đẹp và thêm truyền thống học tập của con em cán bộ, giáo viên trường tiểu học và trung học Sở Quyết Tiến. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời thầy giáo Trần Tuấn Hùng, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, đại diện cho ban giám hiệu trường lên phát biểu động viên, khuyến khích các cháu tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cố gắng nỗ lực hơn nữa để giành nhiều thành tích cao hơn. Xin trân trọng kính mời thầy. Thưa các ông bố, bà mẹ, là các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tiến, các con học sinh yêu quý. Như vậy, hôm nay đã sắp tới rằm trung thu, ngày mà tất cả mọi người lớn trở thành những tình cảm tốt đẹp nhất để cho các con là thiếu niên nhi đồng. Ngày mà cả xã hội quan tâm tới thiếu niên nhi đồng. Và cũng như nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng nói trong bài thơ Chuyện cổ tích về loài người, trời sinh ra trước hết chỉ toàn là trẻ con, trong trái đất trụi trần không bóng cây ngọn cỏ. Như vậy trẻ con là trung tâm của vũ trụ, là tình yêu thương, là niềm hy vọng và là niềm tự hào của người lớn. Hôm nay các con là con cán bộ, giáo viên, sinh viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tiến. Tề tựu đông đủ về đây là do các cô, các bác trong ban chấp hành công đoàn, giám hiệu nhà trường tổ chức vào các buổi lễ tuyên dương thành tích của các con và biểu dương công học tập của các con trong một năm qua. Sự nỗ lực, cố gắng của các con và thành tích của các con là một niềm vui vô giá của cha mẹ và của các cô, các bác trong nhà trường. Và các con yêu quý, thành tích của các con là niềm vui vô giá của cha mẹ và của các cô, các bác trong nhà trường. Các cô, các bác và cha mẹ tự hào về những thành tích các con đã đạt được, và các con hãy cố gắng hơn nữa để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Vì vậy các con hãy ghi nhớ mỗi bước đi, mỗi hành động, mỗi việc làm, và đặc biệt là thành tích trong học tập chính là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho cha mẹ. Và mong rằng đấy là các cô, các bác, các ông bố, bà mẹ hãy tiếp tục phấn đấu và tự hào giữ thành tích các con và xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh. Và mong rằng sang năm cũng tại nơi này thì các cô, các bác đã tiếp tục được trao những phần thưởng to nữa, nhiều hơn nữa cho các con. Và xin mời các ông bố, bà mẹ, các thầy cô và con hôm nay một bữa tiệc thật là vui để mừng trung thu và mừng thành tích mà các con một năm qua đã đạt được. Và xin chân thành cảm ơn các thầy cô, ông bố, bà mẹ, và chúc các con chăm ngoan học giỏi, đạt nhiều thành tích nhiều hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy và chúc thầy cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành tích, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, thay mặt cho tất cả các bạn có mặt trong buổi lễ vinh danh ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu cháu Trần Phương Nhung sẽ lên phát biểu cảm tưởng, chia sẻ kinh nghiệm học tập. Xin chân trọng kính mời cháu. Kính thưa các bác trong ban giám hiệu nhà trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tiến,
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh thân mến. Cái nắng gay gắt của mùa hạ đang dần qua đi, không có những tiếng ve kêu râm ran là tín hiệu cho một năm học cũ đầy niềm vui, đầy kỷ niệm khép lại và năm học mới đã bắt đầu. Trong những năm học ấy, chúng cháu đã học được thật nhiều điều, thật nhiều hạnh phúc. Đối với riêng bản thân cháu, niềm hạnh phúc ấy dường như được nhân lên gấp nhiều lần khi được thay mặt cho tất cả các bạn, các anh, các chị, các em được nhận phần thưởng ngày hôm nay để nói lên những suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc chân thành của mình. Kính thưa các bác lãnh đạo, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, học tập là một quá trình suốt đời. Như vị lãnh tụ Lenin từng nói, học, học nữa, học mãi. Suốt hành trình học tập, rèn luyện ở dưới mái trường nào thì với chúng cháu thật đáng nhớ, đáng tự hào và trân trọng. Ở nơi đấy, chúng cháu không chỉ được học kiến thức, những tri thức mới mẻ mà còn là cả cách sống, cách đối nhân xử thế. Hành trình học tập dẫu có gian nan đến đâu thì cuối cùng vẫn luôn có quả ngọt do chính bàn tay mình gieo trồng. Trên chặng đường ấy, sự đồng hành của thầy cô, các bạn bè luôn là điểm tựa cho chúng cháu. Kính thưa các bác lãnh đạo, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh, không chỉ riêng cháu mà rất nhiều bạn, toàn thể học sinh đều cố gắng, nỗ lực từng ngày để có thể đến gần hơn với ước mơ, với khát vọng của mình. Hôm nay, cháu và các bạn, các anh chị rất vui mừng và xúc động khi được nhận sự khích lệ động viên từ nơi bố, mẹ chúng cháu công tác. Đây thực sự là món quà quý giá, có ý nghĩa động viên tinh thần chúng cháu trên bước đường chinh phục tri thức. Thay mặt cho tất cả các bạn, các anh chị em có mặt ở đây, cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, lòng biết ơn sâu sắc nhất với sự quan tâm chăm lo của các bác, các cô chú, các bậc phụ huynh. Món quà vô cùng ý nghĩa này như lời nhắc nhở chúng cháu phải cố gắng hơn, quyết tâm hơn để xứng đáng với sự chăm lo kỳ vọng của thầy cô, của cha mẹ, của quê hương. Chúng cháu biết rằng đoạn đường phía trước dẫu có nhiều gian nan nhưng chúng cháu không hề đơn độc. Ở đó, chúng cháu luôn có sự bảo ban của thầy cô, cha mẹ, sự quan tâm của các bác lãnh đạo, nhà trường. Cháu xin hứa sẽ cố gắng hết mình, quyết tâm hết sức để không phụ lòng tin yêu của các cô, các bác. Cuối cùng, cháu xin kính chúc các bác trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô, các bậc phụ huynh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn, các anh chị tiếp tục đạt được kết quả cao hơn trong những năm học tiếp theo. Cháu xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn cháu. Và chúc cháu một năm học mới với nhiều sức khỏe, thành công và cả được nhiều thắng lợi. Kính thưa các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo cùng các cháu thân mến. Như vậy là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, buổi lễ tuyên dương con cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đã thành công tốt đẹp. Trong buổi lễ hôm nay, chúng ta đã được nghe ý kiến động viên chỉ đạo của đại diện ban giám hiệu nhà trường. Thay mặt cho ban chấp hành công đoàn, tôi xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của ban chi ủy, ban giám hiệu nhà trường, các vị đại biểu, các đồng chí trong công đoàn trường, đặc biệt là các cháu là các con của các đồng chí công đoàn, công đoàn viên trong nhà trường về dự đông đủ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và xin phép được khép lại chương trình buổi lễ tuyên dương tại đây. Sau đây thì mời các thầy cô cùng các cháu lên sân khấu để chụp ảnh.